Gamebound, game bắn súng tại độ thế hệ mới trên nền tảng mobile được chính thức phát hành tại Việt Nam bởi nhà phát hành VNG vào khoảng cuối năm 2016. Xin mời các xạ thủ cùng Bao điểm lại những dấu ấn đáng nhớ của Gamebound trong suốt một năm vừa qua. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2016, Gamebound chính thức ra mắt, khuấy động cộng đồng game thủ Việt bởi việc phá bỏ nguyên tắc chơi game bắn súng tại độ truyền thống. Thay vào đó là việc tích hợp thành công kéo, thả, bắn trong một thao tác duy nhất. Phiên bản mới được cập nhật liên tục để ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, phiên bản tân thế giới là cuộc cách mạng khiến Gamebound lột xác hoàn toàn. Giao diện chính trong game cũng như nền tảng đồ họa được nâng cấp lên một tầng cao mới. Chính những thay đổi này đã giúp Gamebound đứng đầu trong top game hay do Google bình chọn. Tính theo dân số Việt Nam, độ tuổi từ 15 đến 25, trung bình cứ 5 người lại có một người chơi Gamebound và hơn 47.000 thành viên trong Vương quốc Gamebound. Cộng đồng Gamebound ngày càng lớn mạnh với 110.000 lượt like trên fanpage. Sức hút của Gamebound còn được chứng minh bởi việc chinh phục trái tim của hàng loạt sao Việt như Du Binh Hoàng Sơn, Ngô Quốc Thịnh, Ninh Hiên Lan Ngọc, Trinh Tuấn Kiệt, Thanh Duy cùng hàng loạt người mẫu diễn viên nổi tiếng khác. Gamebound xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các xạ thủ đã cùng đồng hành trong suốt một năm qua, và các xạ thủ hãy cùng đón xem điều hấp dẫn gì đang chờ đợi xạ thủ trong năm tới nhé.